Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Napka. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ show cho các bạn xem ha. Ngày đầu tiên của ban mình đi bớt mực. Và mới sáng sớm nay thì mọi người đã nối đường tới bốt rồi các bạn. Mình đang ở bên nhánh bên phải. Hiện tại thì tính chất của mình đang là 1K3 ha. Bây giờ thì mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này trước. Vẫn như cũ mình sẽ nâng Agri lên trước nha các bạn. Rồi, mình sẽ vào đây mình nhận nhiệm vụ. Nâng bậc lên các bạn. Rồi, nâng bậc lên thì sẽ cho mình thêm được 5 vị trí nữa thì mình sẽ tiếp tục farm 5 thành nữa nha các bạn. Mình sẽ chọn T1 để mình farm. Ok, mình farm cái thành này. Tốn khá khá phút mà không ăn được các bạn. Mình kiếm thành khác, thành nó hơi khó ha. Thành này có Nara là khó rồi. Ok, thành này công được các bạn. Có người công rồi, để mình kiếm thành khác. Mình sẽ công cái này. Không được 3 sao rồi các bạn. Cũng may là có Ezio mang được đó các bạn. Ok, thêm một cái thì có một 1K5. Giờ mình sẽ kiếm một cái lằn ba gì dễ ăn các bạn. Hay ta, cái nào mình ngó vô là có Red Violet. Cũng đánh y chang mình luôn các bạn.
Ok, vậy mình lên trên đây. Thành thú này hơi khó nha các bạn. Để mình thử ha. Tới 15 giây thì cái con Osama nó giật máu thì ngon. Ok, 3 sao, may quá các bạn. Và tầm này thì mình dư sức kẹp Agi vào đã ăn được làng 3 rồi, nên mình sẽ bỏ Rowan ra các bạn. Để tốn một slot mà sau này mình sẽ không cần ha. Mình có thể kẹp Agi đang thị trong một nên mình sẽ bỏ Rowan ra các bạn. Trước khi bỏ Rowan ra thì mình sẽ xem thử Agi của mình có những con nào. Rồi, Agi của mình còn phải ra với lại Ceci. Ceci thì ra các bạn, hai con cực mạnh ha. Tạm thời giữ nguyên cũng được các bạn. Rồi mình chiếm thêm cái làng 3 này. Rồi team xuyên không mình hết thế lực các bạn. Nếu mà các bạn muốn farm làng 3, farm bất cứ cái nào thì mình kẹp 3 con chung một hệ là farm ngon nhất các bạn. Ví dụ như hệ rừng thì các bạn kẹp Aeron, Lyca với lại con vị tướng có khả năng né đòn mặt con ca các bạn. Còn hệ thú thì các bạn kẹp 3 con nhanh nhẹn hệ thú, mình farm thì nó sẽ dễ hơn. Ở đây không có thì mình sẽ thử farm các bạn, gấp đôi lực chiến. Các bạn nghĩ chiến được cái team này không? Mình nghĩ là Dredd chém được. Mình đoán là Dredd có khả năng chém được nên thử các bạn. Đầu tiên là mình phải khống chế cái con Odin trước. Để Odin còn sống là team mình xong. Rồi thua rồi. Dredd nhảy xuống là chắc chắn là dậm bẫy là chết cứng rồi các bạn. Bây giờ một là mình tích food, hai là mình sẽ farm một ít làng 2 cho full các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ farm làng 2 để cho full. Chứ bỏ thời gian này nó sẽ phí ha. Mình sẽ farm một mớ làng 2. Ba cái làng 2 nữa các bạn. Tất nhiên farm làng 2 thì kiếm làng nào dễ dễ thôi các bạn. Lựa những làng mà không có những con khó, ví dụ như con mấy con thiên thần địa ngục rồi vậy. Né ra. Lần hai thì mình nghĩ chỉ cần hai con Agi là dư sức rồi. Rồi 23 trên 25 một K7 các bạn. Chắc là mình sẽ AFK để dành thịt. Mình đã dành thịt rồi. Mình farm tiếp các làng 3 cũng như thị trong một tiếp theo các bạn. Mình sẽ để dành 2 slot đó để chống được các bạn làm sao. Ok, 1K7. Này ai đang ăn? Rồi, và với đầu sáng ngày đầu tiên có bất mực thì bang đã tập trung vào hầu hết đều nối vào hai vị trí boss sẵn sàng rồi các bạn. Đã đều tập trung vào vị trí boss hết rồi nha, các bạn thấy ha, tập trung hết vào vị trí boss.
Và bắt đầu chiều nay, bắt đầu khi mà mọi người sẽ đủ, mọi người đánh con boss đầu tiên sẽ dùng team Wario nha các bạn. Và những con Agi thì sẽ dùng để giết những con thủ thành, đánh minion các bạn. Đây, team Agi thì sẽ đánh những con ở dưới, còn boss giáp này thì xài team Wario đánh mới ngon. Còn ở dưới này thì dùng team Agi các bạn, để clear ha. Rồi, đây là thành quả buổi sáng ngày đầu tiên của mình của sự kiện bốt mực cùng với ban. Mọi người đều tập trung về chỗ bốt hết rồi các bạn. Tập trung rất đông đủ ha, rất là nhiều. Nam Vũ, Sakura, Fun, Virus, Corona, Diamonet, Thần Tho, Huyền Trang, Vivo, ARC. Rất nhiều các bạn. Vegito, có cả SH nữa nè, SH công sách nữa nè. Rồi. Mình sẽ tiếp tục cập nhật cái sự kiện bất mực này của ban, xem thử thành tích của bất mực mùa này mọi người đu top tới đâu nha các bạn. Rồi hiện tại thì nó cũng đã có bảng xếp hạng đó, để em vào cho các bạn xem. Anh hùng server, năm người đầu tiên đánh bại con tướng đầu tiên sẽ được lên đây top ha các bạn. Hiện tại thì chưa đánh, ban mình có kế hoạch đánh rồi. Rồi, so với xếp hạng tài nguyên thì hiện tại ban mình đang xếp hạng thứ 8 ha các bạn. AFK Việt Nam, ghê chưa? Xếp hạng thứ 8 toàn server nha. Cao hơn cả cách xua luôn các bạn, ghê chưa? Ban mình đang xếp hạng tài nguyên cao hơn cả cách xua, xếp hạng 8. Ghê các bạn. Một hạng rất cao cho tinh thần đu bốt mực của ban. Mình thì mình góp bé bé thôi các bạn, có một số thành viên thì góp rất là nhiều. Có những thành viên chủ chốt của ban thì góp rất là nhiều các bạn. 8.000 mấy, ghê thật. Mình có 5k mấy, bé bé thôi các bạn. Có những bạn góp 3k mấy, 4k mấy, 2k mấy, 1k mấy nữa nè. Bạn này sẽ góp ít vậy ta. Rồi, cao nhất hiện tại đang số lượng tinh chất là 8k5. Những hạt này thì rất mạnh các bạn, dàn tướng rất mạnh, cùng với bạn có những cấp độ cao nữa mà. Dàn tướng rất mạnh cùng với cấp độ cao. Ok, xếp hạng 8 ha các bạn. Rồi, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Rồi, nếu thấy hay thì các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ cho kênh nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.